Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Attra nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 6 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mitsubishi Attra này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu xe Attra ở thời điểm này sẽ có thể nắm được. Mitsubishi Attra là dòng xe thuộc phân khúc cỡ B sedan của nhà Mitsubishi với 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Attra MT, phiên bản Attra CVT và phiên bản Attra Premium. Ở trong cùng phân khúc thì Mitsubishi Attra này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, ví dụ như cạnh tranh với chiếc xe Toyota Vios, cạnh tranh với chiếc xe Honda City, hay là với chiếc xe Mazda 2, hay là với chiếc xe Hyundai Accent, đúng không ạ? Nhưng mà trong cùng phân khúc như vậy thì Mitsubishi Attra này có cái mức giá rất là rẻ, rẻ như là chiếc xe Kia Morning, hoặc là rẻ hơn cả chiếc xe Hyundai i10 cơ, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em nắm được cái giá xe và chương trình khuyến mại, cũng như là cái tổng lăn bánh, cái mức chi phí mà anh em cần phải bỏ ra. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mitsubishi Attra MT. Bản này là VIN 2024 anh em nhé. Bản này đang có mức giá là 380 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 45 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 335 triệu thôi. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 401 triệu. Trả góp thì đang là 115 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 394 triệu. Trả góp thì đang là 108 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 376 triệu. Trả góp thì đang là 94 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Nếu mà anh em muốn đăng ký chọn gói thì anh em bắt buộc sẽ phải cộng thêm giúp em cái tiền chi phí dịch vụ nữa anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Attra CVT, cái phiên bản số tự động tiêu chuẩn. Bản này cũng sẽ là VIN 2024. Bản này đang có mức giá là 465 triệu. Với cái chính sách giá bán của bên em thì đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 33 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 432 triệu thôi. Sau khi cộng thêm những cái chương trình khuyến mại về phụ kiện, bao gồm dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 510 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 501 triệu, trả góp thì đang là 131 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 482 triệu, trả góp thì đang là 113 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc lựa chọn cái phiên bản số tự động tiêu chuẩn, và cái mức giá đâu đó cũng chỉ bằng ngang ngửa cái chiếc xe Hyundai i10 thôi, và cũng là được số tự động, và anh em hoàn toàn có thể là rất là rảnh khi lái xe, đúng không? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mitsubishi Attra Premium. Bản này hiện tại bên em vẫn còn VIN sản xuất năm 2023 anh em nhé. Giá xe thì đang là 490 triệu với cái chính sách giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 68 triệu và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình và tặng anh em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 499 triệu, trả góp thì đang là 143 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 490 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 472 triệu, trả góp thì đang là 113 triệu. Vừa rồi thì em đã cập nhật chính sách giá bán mới nhất ở thời điểm đầu tháng 6 của cái dòng xe Mitsubishi Attra này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé.
Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.